Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 thân mến, có đôi lời tâm tư như thế này mà Nhâm Tý cần phải biết. Lắm lúc lại là thứ khiến bản thân mình đau lòng nhất, tổn thương nhất, mỏi mệt nhất, suy tư nhất về cái thế gian chỉ đòi hỏi thêm, chứ ít khi trả lại. Cứ mãi chịu đựng đến bao giờ, cứ mãi liều lĩnh, mãi hy sinh vì lợi ích tiếng cười của số đông mà lại khiến bản thân trở thành số ít. Thực sự thiệt thòi, cô độc trong đêm vì đâu biết phải là người tổn thương nhất, lại là người tử tế nhất, chẳng phải đáng buồn lắm hay sao? Đừng để tâm trí của tuổi Nhâm Tý, vui buồn của tuổi Nhâm Tý, nụ cười của tuổi Nhâm Tý phụ thuộc vào lời nói hay tâm tình, sự ngọt nhạt của người khác. Đúng tháng 10 âm lịch này, bản mệnh Nhâm Tý sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận, những vinh hoa phú quý, giàu sang hay bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay cũng đến lúc tự thành. Anh chị tuổi Nhâm Tý muốn biết cụ thể như thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi tiết lộ bí mật ngay dưới video dưới đây. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, đừng nghĩ đơn giản, đeo một hai đồ phong thủy, mua một vài đồ phù chú, hay mang đi cầu cúng, làm mũi làm mày, có thể thay đi số tự thành vinh hoa mà đổi dễ thế đâu, đời ai cũng vất vả ngược xuôi. Từ xưa đến nay, chỉ có đức năng mới có thể thắng số năng, đây chính là những người năng nổ chuyên cần, là những người chăm chỉ, nhiệt huyết, bền bỉ nỗ lực không ngừng, cùng thiện tâm và cống hiến thì mới để thế vận đi lên. Còn đâu mọi thứ đều tuân theo nhân quả, đáng được hưởng đó, đáng bị chịu thì phải chịu, đó là cái quý anh chị tuổi Nhâm Tý biết không? Có một câu chuyện như thế này, rằng trong một ngôi làng, có một đợt hạn hán, dân làng quyết định sẽ lập đàn để tế cầu mưa, hôm sau tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ. Duy nhất chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng đi, mới thấy được gọi là niềm tin tuyệt đối, mà Chiêm Tinh Học từng rất thích cái sự tin tuyệt đối của Nhâm Tý. Tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin rằng chỉ cần ta muốn sẽ làm được, chỉ cần ta thích ắt vũ trụ sẽ xoay vần mà chung sức giúp ta một tay. Chiêm Tinh Học từng rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của con giáp này, mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời vùi dập chút ít. Nhưng Chiêm Tinh Học biết sâu ở bên trong, trong một tuổi Nhâm Tý, luôn có sự tự tin vào cái bất phàm của chính mình, nên trong giai đoạn này, hãy chăm chỉ hết sức cố gắng, nỗ lực, hãy tìm lại niềm vui rồi yên tâm mà bước tiếp. Đây chính là một giai đoạn quan trọng của một đoạn văn hóa cuộc đời, mà anh chị tầm thường hay được như bản thân anh chị mong muốn, nên xin anh chị hãy cố hết mình để có một đời bất hối, cháy nhiệt tình để có một sự thành tựu vinh hoa. Và hãy nhớ trong cuộc đời của anh chị, chưa bao giờ anh chị cố hết mình vì điều gì cả, thì nay tại sao lại không thử, dùng cái bất phàm, ẩn chứa mặt trời ban, sau đấy cố hết mình, xây dựng lại một điều gì đó, khiến bản thân mình nhầm lẫn, ở đời người phải trầm trồ si mê. Cuối tuần này chính là thời điểm vận trình của người tuổi Nhâm Tý, chịu sự chi phối của nhiều cát tinh và cả hung tinh, chính vì thế, biến động khá bất định, khó lường về việc tốt nhất của anh chị có thể làm lúc này là tập trung vào công việc của bản thân, suy nghĩ tích cực, rồi mọi chuyện sẽ dần đi theo hướng tốt lành trên mọi phương diện. Người tuổi Nhâm Tý có một sự hấp dẫn lạ lùng, được mọi người yêu mến, hiểu biết hệt như chú chuột Mickey do Disney sáng tạo ra. Có thể anh ta rất thẳng thắn, là người thành thật, nhưng chính những hành động thân thiết của anh ta thường khiến bạn cảm thấy rất gò bó. Người tuổi Nhâm Tý rất dễ gần, cần cù sinh hoạt tiết kiệm. Bề ngoài người tuổi Nhâm Tý có thể tỏ vẻ trầm lắng ít lời, nhưng trên thực tế lại khác, anh ta không lặng lẽ như vẻ bề ngoài. Thực ra, anh ta rất dễ bị kích động, song có khả năng kiềm chế bản thân, điểm này chính là nguyên nhân khiến anh ta được đánh giá cao và có nhiều bạn bè. Tính cách của người tuổi Nhâm Tý thường rộng rãi, thoáng mát, vui vẻ và giỏi giao thiệp. Nói chung, họ thích kết nhóm, tụ hội và tham gia vào những tổ chức khác của nhóm mình. Theo thói quen, bạn luôn có thể tìm thấy anh ta trong nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết. Anh ta thích tham dự vào mọi chuyện và tỏ ra rất thân thiện. Người tuổi Nhâm Tý rất trân trọng mối quan hệ với bạn bè. Nếu bạn phát hiện anh ta gắn liền với cuộc sống của ai, đó chính vì khi anh ta có tình cảm tốt với người nào đó thì rất khó thoát khỏi cái tình cảm quyến luyến mãnh liệt. Tuy nhiên, người ta không thể biết chính xác lập trường của anh ta, mức độ tình yêu của anh ta chỉ có thể xếp sau sự nhạy bén và bản tính thích tiền. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 10 âm lịch, năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch. Cát tinh tề tựu, nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhờ có nhiều cát tinh tề tựu. Đây có thể coi là một tháng với nhiều chuyển biến tốt đẹp đến với con giáp này, hầu hết tất cả các phương diện đều có tin vui báo về.
Nhìn chung, tháng này vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thì thành công sẽ đến. Tam hội còn đảm bảo các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ kịp thời khi khó khăn, mặc dù vẫn có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình mong muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực, mọi thứ ngày càng thuận lợi, tài vận cũng tươi sáng hơn hẳn. Đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bản mệnh, các nguồn thu nhập ngoài luồng tăng lên, bạn dễ nhận được khoản tiền bất ngờ. Tháng có đào hoa chiếu mệnh, còn mang tới nhiều hỷ sự bất ngờ, nhân duyên tốt lành, giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị, tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn. Về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này, bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tử vi sự nghiệp. Bước sang tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Nhâm Tý trở nên hanh thông và thuận lợi hơn vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá vào cuối năm nay. Thời điểm này, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch còn đang dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin để phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng thì thành công sẽ đến. Đặc biệt, có tam hội xuất hiện, lại thêm thiên đức cát tinh hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy, bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh đó luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng, nhiều thuận lợi là thế. Song không có nghĩa là tháng này, bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt, vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập. Nhắc nhở con giáp này chứ vội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng, mà chủ quan lơ là chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì dù có tiểu nhân quấy phá, cũng không ảnh hưởng quá nhiều, hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình mong muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch thấy rằng tuổi Nhâm Tý bước sang tháng 10 âm sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt nên cũng có thể kiếm được nhiều thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó, khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội để thu về lợi nhuận cao, chỉ cần bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, càng nên kiên trì, duy trì cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ngoài ra, không nên mang theo quá nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam chỉ khiến cả bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho người khác vay mượn tiền để tránh một đi không trở lại. Tháng này, bát bạch tài tinh bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị vượng tài khí. Tại phương vị này, bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi, dễ phát tài phát lộc. Tử vi tình duyên. Về phương diện tình duyên, tháng 10 năm 2023 âm lịch cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của người tuổi Tý. Bách Việt chủ đào hoa độ mệnh, con giáp này tha hồ đón tin vui và hỉ khí ngập tràn, thời cơ sẽ đến, bản mệnh vẫn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Có thể chặng đường để hai người đi đến hạnh phúc và hôn nhân vẫn còn xa, nhưng đâu có hề gì, khi mà chúng ta được trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu, hãy trân trọng từng ngày sống trong tình yêu. Tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn, vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Tháng này, ở phương vị chính nam trong nhà, nơi có sao nhất bạch chủ đào hoa cư ngụ, bạn nên hạn chế để đồ màu đỏ. Điều đó có thể giúp bạn hạn chế bớt những trận tranh cãi, mâu thuẫn giữa vợ chồng.
Tử vi sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại. Trong tháng 10 âm lịch này, bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe những chú chuột cũng sẽ sụt giảm ở phương vị khác. Cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tử vi hàng tuần của tuổi Nhâm Tý 1972 trong tháng 10 âm lịch năm 2023. Tuần đầu tiên từ ngày 13 tháng 11 đến 20 tháng 11 dương lịch. Tuần mới hứa hẹn những tiếng cười rộn rã từ nơi công sở cho tới về nhà, thậm chí có những người còn nhận được phần thưởng, được ghi nhận trong công việc của mình. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Nhâm Tý khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Hai người vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai là cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh cho nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút. Bạn chờ nên chủ quan với những vết thương, sưng tấy nhỏ vì có thể là nguyên nhân khiến bạn phải nhập viện. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận trong ăn nói, kẻo rước họa thị phi vào nhà. May mắn là trong tuần này có thiên đức ghé thăm, mang lại tài lộc, tiền bạc rực rỡ cho bản mệnh. Nhiều người có được nguồn thu đáng kể từ việc làm thêm, từ công việc phụ hoặc hỗ trợ ai đó trong khoảng thời gian ngắn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng, quý nhân phù trợ: Thân, Hợi, Sửu. Con số may mắn: nam 7, 72, 35 và 69, nữ 8, 15, 81 và 22. Tuần thứ hai từ 21 tháng 11 tới 27 tháng 11 dương lịch. Tuần mới bạn được hỗ trợ khá nhiều trong công việc, dù gặp khó khăn nào cũng ngay lập tức có người giúp sức, nhờ thế mà vận trình sự nghiệp không có chướng ngại nào quá lớn. Hơn nữa, bạn cũng khá cởi mở và biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người, lại có thêm thiên ấn xuất hiện từ đầu tuần, nên bản mệnh có thể lên kế hoạch cho những việc làm cần trong tuần, nhờ thế mà bạn rất tập trung, có thể cuối tuần còn có chút thành tích đáng kể nữa đấy. Người tuổi Nhâm Tý từng mong đợi quá nhiều vào chuyện tình cảm của mình trong tuần này, chính cách cư xử không phù hợp của bạn đang để cả hai người ra xa. Tuy nhiên, chớ nên để xảy ra trường hợp chiến tranh lạnh, vì đó có thể là nguyên nhân gây ra rạn nứt lớn đấy nhé. Nhờ có các tinh tử vi, nên dù vận trình công việc bận rộn, nhưng bù lại bạn được trợ lực sự nghiệp, tài lộc hanh thông, vấn đề về tài chính có nhiều dấu hiệu khả quan, nên sẽ an ủi phần nào. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng, quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Tỵ. Con số may mắn: nam 4, 34, 49 và 97, nữ 2, 78, 63 và 01. Tuần thứ 3 từ ngày 28 tháng 11 tới mùng 4 tháng 12 dương lịch. Tuần mới chính là thời điểm thích hợp để bạn đề xuất những ý tưởng táo bạo. Biết đâu điều đó sẽ giúp bạn lọt vào mắt xanh của cấp trên và mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thương quan xuất hiện vào tuần đầu khiến bạn từng muốn từ bỏ hy vọng, nhưng bạn biết động viên để bản thân tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Mọi thứ chỉ bớt khó khăn hơn, nhưng miễn là trong tầm kiểm soát của bạn thì đừng lo lắng quá nhé. Đây cũng là thời điểm để bạn hâm nóng tình cảm với nửa kia bằng một BUO tối lãng mạn. Việc trò chuyện cùng nhau sẽ giúp cả hai gắn kết về mặt tinh thần cũng như đồng điệu về mọi quan điểm. Người tuổi Nhâm Tý nhất định phải thận trọng vào các quyết định về tài chính trong ngày xuất hiện đại hao như hôm nay. Chỉ cần quyết định sai là bạn có thể mất một số tiền lớn. Nhớ cảnh giác với những người bạn lâu ngày tự nhiên liên lạc lại nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 20 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ: Tý, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 49, 72 và 34, nữ 2, 88, 08 và 15. Tuần cuối cùng từ ngày mùng 5 tháng 12 tới 11 tháng 12 dương lịch. Lời khuyên tốt nhất dành cho con giáp tuổi Nhâm Tý tuần này đó là hãy kiên nhẫn chờ đợi tin tức, hoặc đến khi mọi chuyện lắng xuống, bù lại về mặt công việc, bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng chức hoặc tăng lương.
Tỷ Thiên xuất hiện vào tuần đầu, ngăn cản rất nhiều kế hoạch của bản mệnh đã đề ra từ trước. Thay vì đợi cho sự cố xảy ra, thì nên bên trên chủ động để thích nghi, thay đổi hoàn toàn với cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra. Vận trình tình cảm đang đi xuống, khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu, có vẻ mối quan tâm lớn nhất trong tuần lễ mới sẽ là hướng về gia đình. Sự bất đồng quan điểm giữa bạn và người thân cũng đang khá căng thẳng, vì vậy hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong. Nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực thì đó chỉ là khoản nhỏ, bạn biết cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, thế nên đừng buồn quá nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, ghi, quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi, con số may mắn, nam, 1, 56, 67 và 80, nữ, 5, 12, 38 và 72. Vâng, quý vị thân mến! Rất nhiều quý vị khán thính giả đặt ra câu hỏi cho Minh Đường Tử Vi rằng tại sao sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà vận số mỗi người lại khác nhau, người thì giàu nứt đố đổ vách, kẻ lại nghèo hèn hết phần thiên hạ. Vậy xin trả lời quý vị như sau, tuy rằng sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, thậm chí là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ, cùng sống chung một môi trường, dưới một mái nhà, mỗi người một số phận khác nhau, bởi do sinh khác giờ nhau, mỗi giờ sinh lại ứng với từng chòm sao chiếu mệnh khác nhau, nên vận số cũng khác nhau. Dưới đây, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận số của từng giờ sinh, theo thuyết tử vi ngũ hành như sau. Tuổi Tý sinh vào giờ nào thì vận số tốt? Sinh giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nếu kết hôn muộn chuyện con cái không được thuận lợi như ý. Sinh giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ. Thường là người tài cao, có số đi xa, đào hoa và ít bạn, số hợp với nữ giới, không hợp với nam giới. Trong cuộc sống này, hay gặp phải những điều không may mắn như bị kiện tụng tranh chấp. Sinh giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Sự nghiệp thành công, nhà cao cửa rộng, gặp hung thường được hóa giải. Số hợp với nam, không hợp với nữ, xem tử vi tình yêu để biết thêm chi tiết. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, là người táo bạo dũng cảm, gan dạ, tuy sự nghiệp không phát triển cao, nhưng vẫn được người khác nể trọng, khâm phục. Sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, là người thiếu kiên định, sống phải xa quê hương, tuy nhiên, cuộc sống khá thuận lợi, được hưởng phúc lộc trọn vẹn. Sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, họ ít may mắn trong cuộc sống, là người nghĩ một đằng làm một nẻo, số phải đi nhiều nên đề phòng thất bại trong cuộc sống và đường công danh. Sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, số nhàn nhã, gia đình phong lưu, tài vận tốt, tuy nhiên hay gặp vạ miệng và tiếng oan. Sinh giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ, là người thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát, cuộc sống gia đình bình thường, sự nghiệp lúc thành lúc bại. Sinh giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ, số thuận buồm xuôi gió, tuy có lúc tổn hại tài sản, nhưng vẫn giữ được thanh danh đến cuối đời. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, số hưởng phúc, con cái đông vui cuộc sống ấm êm, tuy nhiên cần đề phòng tai nạn sông nước. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ, là người ít gặp may mắn trong cuộc sống, nên nhẫn nhịn trong giao tiếp và biết chờ thời cơ tiến lên. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, là người có quyền chức, nhưng lại gặp rất nhiều bất lợi trong mối quan hệ với mọi người, nên giữ gìn thân thể đề phòng tai nạn và ngộ độc thực phẩm. Tuổi Tý sinh ngày nào thì vận số tốt? Sinh ngày Tý, nhờ có sao thiên tướng chiếu mệnh, vì vậy ai sinh vào giờ này đều có số xuất ngoại, làm ăn phát đạt, rạng rỡ tổ tông, con cháu họ tộc được nhờ vả. Sinh ngày Sửu, do Tý rất hợp với Sửu, nên người tuổi Tý sinh vào ngày này, gia đình sẽ được hòa thuận và hạnh phúc. Sinh ngày Dần, ngày này có sao Dịch Mã chiếu mệnh, nên số phải bôn ba, tha phương cầu thực. Sinh ngày Mão, được số tổ tiên phù hộ, một cuộc đời an hưởng phúc lộc, vợ chồng hòa thuận. Sinh ngày Thìn, do được sao Hoa cái chiếu mệnh, nên thông minh, nhanh nhẹn hơn người, có thể đỗ đạt cao. Sinh ngày Tỵ, ngày này cần cẩn thận trong việc đi lại và chú ý trong cách ăn mặc của mình. Sinh ngày Ngọ, vì Tý, Ngọ nằm trong trực xung, nên hay gặp chuyện bất lợi, cần đề phòng tai nạn. Sinh ngày Mùi, số khắc con cái, những người này cần nghiêm nghị hơn trong quan hệ gia đình. Sinh ngày Thân, đây là mẫu người hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng lúc cha mẹ. Sinh ngày Dậu, là người phong lưu, tài tử đào hoa tướng mệnh tốt đẹp. Sinh ngày Tuất,
là mẫu người độc lập tự cường nhưng không giỏi giao tiếp. Sinh ngày Hợi, cuộc sống nhiều phiền muộn. Tuổi Tý sinh vào tháng nào thì có vận số tốt? Sinh tháng 1 âm lịch, tháng Dần. Tuổi Tý sinh vào tiết Xuân thường có tài nên cuộc sống vật chất đầy đủ, tuy nhiên do bản tính tự cao, bảo thủ nên luôn cho rằng những gì mình thích làm điều đúng nên cuộc sống không được như ý. Bên cạnh đó, thời thanh niên họ rất ham chơi, lười biếng thụ động nên ngoài 35 tuổi mới thành đạt trong sự nghiệp. Sinh tháng 2, tháng Mão. Là người nhút nhát, ôn hòa nhã nhặn, quan hệ rộng, tuy không thích sự sôi động nhưng lại có duyên kết giao với quý nhân. Số ít may mắn, hay gặp vất vả và nhiều nỗi lo âu, nếu thiên về sự nghiệp văn chương, sẽ có cơ hội nổi tiếng. Sinh tháng 3, tháng Thìn. Là người độc lập, sống nội tâm, tuy có tài lộc nhưng lại luôn cảm thấy sự hư không, ít được nhờ bạn bè. Ngược lại, đôi khi không còn bị bạn bè hãm hại, cần đề phòng những chuyện không hay có thể xảy ra. Sinh tháng 4, tháng Tỵ. Là người sống lãng mạn, si tình và thường không làm chủ được bản thân, có quan hệ xã hội rộng rãi, có số thanh đạm nhưng nhiều nguy nan, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Sinh tháng 5, tháng Ngọ. Là người có tinh thần tự lập cao, được nhiều người khâm phục, số giàu có nhưng được hưởng phúc muộn. Sinh tháng 6, tháng Mùi. Là người thông minh, khoáng đạt, đường công danh sự nghiệp rộng mở, cả đời phúc lộc hơn bạn bè, tuy nhiên họ lại thích làm những việc vượt quá khả năng, nên hay chuốc lấy thất bại. Tuy trong công việc dễ xảy ra xung đột với cấp trên, nên đề phòng bệnh tật do thời tiết nóng bức, tốt nhất nên sống ở nơi có nguồn nước mát mẻ. Sinh tháng 7, tháng Thân. Là người có khí chất kiên cường, nhưng lại rất ôn hòa, nội tâm phong phú, suy nghĩ kín đáo, được lộc trời cho, sống no đủ. Trung niên phát đạt, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, trong công việc lớn cần có sự khoan dung, rộng lượng mới thành. Sinh tháng 8, tháng Dậu. Là người thông minh, tài trí hơn người, nhạy bén, quan hệ rộng, thành đạt, số được quý nhân phù trợ. Gặp việc không như ý, cần nhẫn nhịn tất sẽ thành. Nếu là nam giới có số đào hoa, là nữ giới thì duyên dáng đức hạnh. Sinh tháng 9, tháng Tuất. Tuổi Tý sinh tháng này thường là người trung thực, cẩn trọng nhạy cảm, nhưng lại không muốn giao tiếp rộng. Họ giỏi kiếm tiền, tự thân lập nghiệp, có thiên hướng làm chỉ huy, nhưng lại thiếu tự tin vào bản thân. Sinh tháng 10, tháng Hợi. Là người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng phán đoán tốt, tự lập, nếu là nam giới thì tự tin trước phụ nữ. Cuộc sống vất vả không ổn định, để tuột mất cơ hội tốt, ngoài 30 tuổi mới có sự nghiệp cho riêng mình. Sinh tháng 11, tháng Tý. Là người độc đoán bảo thủ, ít mối quan hệ, cuộc sống bình an, ít người đối địch, tuy sự nghiệp đến muộn nhưng lại rất thành công. Sinh tháng 12 âm lịch, tháng Sửu. Tuổi Tý sinh vào tiết Tiểu Hàn, là người nhiệt tình, luôn bận rộn trong công việc, cuộc sống no đủ, an khang thịnh vượng, cả đời hưởng phúc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao vươn xa, nhưng thật chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về cho gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta. Vậy nên, ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần, những ai tu luyện được những giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ hết sức tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại.